từ góc nhìn này thì Kỳ Co rất là đẹp. Ai bị lọt lại không? Rồi qua đây đi, con qua đây, nếu cần con qua đây. Mẹ qua đây luôn đi. Rồi. Không xa đâu, không xa đâu. Xíu mà. Đó chính là cái thuyền đáy kính này. Chú báo giá là 50k một người. Rồi để áo ở đây đi ha. Rồi, rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi chúng em sẽ đi xem san hô bằng thuyền đáy kính, không bơi nữa. Rồi. Rồi. Từ từ nha, mất đà. Rồi. Rồi xuống chân không. Rồi, xuống đi, bỏ dép. Chúng ta sẽ đi tham quan bằng thuyền đáy kính. Chỉ còn chờ các bạn lặn để xem san hô nữa là lên. Đây, ở đây chúng ta có một nhóm lặn xem san hô bằng kiến lặn chuyên dụng của thợ lặn. Đeo cái kiến đó vô thì chỉ có là thở bằng miệng thôi. Trời, mình đói lắm nha. Giờ về luôn chứ đi đảo gì nữa. Đảo còn đảo gì nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ về bến thuyền và về ăn uống nha. Đói bụng quá rồi.
được các cô thôi. Đảo một vòng, lạng một vòng, quay đầu trở lại. Rồi, cũng những chiếc thuyền này. Nhưng mà bây giờ ở bên bến tàu ít người hơn. Dạ em quay cho nhà mà. Rồi Quốc Bảo về Quốc Bảo thôi, dốc về Quốc Bảo ăn uống. Rồi Quốc Bảo tour du lịch biển Kỳ Co eo gió lặng ngắm san hô. Điện thoại vô mốt, cảm giác vô mốt nha. Chúng ta chỉ cần ăn mà thôi. Nhỏ lớn giờ đi biển mới có cảnh đi phơi áo như thế này. Đây nữa đây. Đây đem ra đây phơi, nhờ bên ủy ban xã phơi cho nó mát. Rồi đây, phơi ở đây. Rồi đây. Đây là tô cháo, cháo gì vậy?
đơn hồi sáng mình có quay nhưng mà mình không nhớ kìa, cái thực đơn nó nằm bên kia kìa, trên bàn á, lấy cái thực đơn thử coi coi cháu chị. Cái nào cũng được không? Đã trộn lên rồi. Rồi có tỏi cháy, có hình như có tít mỡ nữa thì phải. Chúng ta ăn thử coi so với đồ cháu vịt hôm qua ở vườn canh như thế nào. Rồi, rất ngon. Ngon. Ngon nha bà con. Đi bến thuyền xong rồi tàu đưa các bạn ra đảo Kỳ Co tắm, qua bên đảo tham quan san hô, xong rồi đón các bạn về tới bến thuyền, xong rồi xe đưa rước về Quốc Bảo luôn. Nếu các bạn muốn ăn thì mới là giá này, còn nếu không là sẽ là 270.000 đồng một người cho một chuyến như vậy. Nhà bo 3 người là cứ nhân lên, nhưng mà chúng tôi quyết định đặt ăn ở nhà hàng luôn. Đây đây con đang rồi, đây là những con hàu nướng đây, còn đây là tôm nướng bà nướng cho chúng ta. Ngoài cái chuyện món ăn, bà còn có một cái tình cảm đặc biệt để bà nướng được những con tôm đỏ chót như thế này, rất là ngon. Rồi đây là canh rong biển của chúng ta đây. Cái gì chị? Cá bớp. Cá bớp hả? Dạ. Cá bớp tôm mì gói. Rồi một dĩa rau quá đẹp luôn. Rồi cho con em gửi cái này luôn nha. Rồi hai chai nước suối luôn. Rồi đây là một cái lẩu, có cái này để chống bị lửa nó nhảy.
đi cắt xuyên luôn à, đi đi thử thách luôn rồi đó. Chị nhiều anh hồi còn quay lại chút xíu nữa mà thôi, giờ hồi mình cảm ơn sao đi, mình đi du lịch các bạn đi vô miền Tây đi, gọi em kiếm em thì cũng dễ lắm, lên trên Google gõ đồ chơi Abo sẽ ra. lên Google gõ đồ chơi ABO là nó ra. Tại em làm bên đồ chơi trẻ con, máy mà em gửi xe em gửi nha. Xe nha rồi giờ mình sẽ mình sẽ đi mình sẽ đi hang gió. Hang eo gió. Eo gió. Không phải hang gió. Ủa cái áo không lấy chưa? Rồi. Không phải hang gió nha. Rồi con đeo đó đi. Ba sẽ nó con đâu. Khoan chờ xíu đi ba, chuẩn bị đồ nghề ba cái. Rồi từ Quốc Bảo chúng ta sẽ đi bộ ra theo hướng ủy ban xã Nhân Lý, chúng ta sẽ đi thẳng đây khoảng tầm 2 phút đi bộ sẽ tới eo gió, và ở đây thì cũng sẽ có cái chùa hai mặt luôn. Nãy giờ chúng ta không có ra bản đồ nhưng mà hai chị đã chỉ chúng ta rồi. Sẽ thấy được cả hai đường vào của eo gió và cái tượng Phật, chùa tượng Phật hai mặt. Đây, cái cổng chùa thì đang xây lại, chưa có xong. Chúng ta sẽ đi lại đây. Đây là cái bảng của FLC Group, eo gió. Không biết trong này có cái gì gọi là eo gió mà chúng ta vô thử xem. Và đây là một cái địa danh để tham quan khi mà các chúng ta đi Quy Nhơn, Bình Định. Nó cách Quy Nhơn khoảng 17 cây, cũng nhanh mà. Chúng ta sẽ vào để xem giá vé nó như thế nào ha. Đây, chúng ta sẽ xem coi. Giá vé là 25k một lượt. Giờ mở cửa là từ 5 giờ sáng tới 6 giờ rưỡi tối. Hotline liên hệ 02563701195.